máy ạ, hết vé cửa xe máy ạ. 602 11 đi thôi. Về việc hành trọng của chuyến bay vì lý do đợi chờ hoàn tất giấy tờ bay. Rất mong nhận được sự đồng cảm quý khách và kính chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. Ladies and gentlemen, welcome you on board aircraft 8021 flight number VJ602 from Ho Chi Minh City to Nha Trang City. The flight time to Cam Ranh International Airport will take 45 minutes. On behalf of VJet Captain Boon Sung Lee, Professor Sung Tak Pak, Person of Wing and on crew members, we apologize for delay of departure time due to waiting for completed flight document. Thank you for your understanding and we wish you pleasant flight. Thưa quý khách, vì sự an toàn, sau đây tiếp viên sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Quý khách vui lòng tập trung chú ý và không sử dụng các... Cảm ơn. Smoking are not allowed on all VietJet flights, including e-cigarettes and vaporizers. Thank you.
bay sau máy bay Airbus 321 Neo ACF. Thì đây là cái vụ rất là khác cái vụ ở phía đầu máy bay. Đây thì có cái vòi nước này, còn với lại bạn thấy tại gì mẹ à không, em không có thể tại ta là ở đầu nữa. Ok, giờ sẽ đi vệ sinh sau đó mình quay video thôi. Di động và các thiết bị điện tử được phép sử dụng trong lúc này. Quý khách tuyệt đối không hút thuốc. Để cập nhật thông tin về lịch bay, đặt vị chỗ, các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjet.com hoặc liên hệ 1900 1886. Một lần nữa, chúng tôi đã hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn. Welcome to Cam Ranh International Airport, Nha Trang City. The local time is 20:06 a.m. and the outside temperature is around 22 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened and do not open until the lock is until the aircraft has been stopped and the fastened seatbelt signs are turned off. Do take care when open until the lock is. Before leaving the aircraft, please ensure that all your belongings with you. Mobile phones and electronic devices are
can be used.